Xin thân chào hết thầy các bạn yêu cơ. Trong video này, em xin giới thiệu với các bạn 3 trận đấu hay và hấp dẫn của vòng 4 giải vô địch cá nhân châu Á 2023 vừa diễn ra trưa hôm nay, ngày 5 tháng 10. Trận đầu tiên của Lại Lý Huynh và Lưu Ước Hào. Trận thứ 2 của Nguyễn Thành Bảo và Cát Chấn Y. Trận thứ 3 của Trịnh Duy Đồng và Triệu Hâm Hâm. Mời các bạn cùng xem cờ vui vẻ. Rồi, hàng nóng nha các bạn. Nhớ like trước xem sao cho khỏi quên nha. Comment ABC ID giùm Ad luôn. Hiện thì Lại Lý Huynh của chúng ta đang có 5 điểm, còn Lưu Ước Hào thắng liên tục 3 trận là 6 điểm, do cũng đụng với các kỳ thủ yếu thôi. Chứ 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 Chứ
吃 吃 吃 吃 将军 吃 吃 Đến đây hai bên đã bắt tay nhau hòa, thật tiếc cho Lại Lưu Huynh của chúng ta hơi bị khựng lại ở vòng này. Và các bạn sẽ xem tiếp ván đấu thứ hai của Nguyễn Thành Bảo và Cát Chân Y.
吃。吃。吃。吃。将军。Tới đây đang chỉ còn một đường, đó là xe ăn pháo để chống sát cục thôi, coi như mất xe. Các chấn y buông cờ nhận thua. Chúc mừng cho Nguyễn Thành Bảo, thắng trận này anh đã được cộng thêm 2 điểm, nghĩa là sẽ được 5 điểm. Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ 3 của Trịnh Duy Đồng và Triều Hâm Hâm. Vào trận đấu này thì Trịnh Duy Đồng và Triệu Hâm Hâm đều có đồng 5 điểm với Lại Lý Huynh, chỉ thua Lưu Ước Hào thôi, Singapore 6 điểm. Chứ. Chứ.
吃 吃 吃 吃 将军 吃 吃 吃 吃 Tới đây Tấn Tốt thì coi như là đấu quân, hai bên bắt tay nhau hòa. Trận cờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.